Xin chào các bạn, mình tên là Quốc Anh. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng về remote điều hòa Asteel. Đầu tiên là phím tắt mở. Tiếp đến là chọn chế độ. Chế độ hút ẩm vào những ngày mưa. Chế độ sưởi ấm vào mùa đông. Chế độ chỉ sử dụng quạt. Chế độ auto và chế độ làm lạnh. Tùy chọn hướng gió, sẽ có hướng gió trên, gió dưới và gió qua 7928 độ CT. Tốc độ quạt. Tốc độ quạt auto 20%, 40%, 60%, 80% và cuối cùng là 100%. Tiếp đến là screen, đảo gió. Các bạn có thể ấn giữ nút screen để đảo gió trái phải tự động nha các bạn. Tiếp đến là chế độ tiết kiệm điện, Eco. Bấm thêm một lần nữa sẽ điều chỉnh công suất 75%. Bấm lần 3 đến 50% công suất nha các bạn. Nút boost làm lạnh nhanh. Tiếp đến LED tắt bật đèn trên dàn lạnh. Cuối cùng là nút tự làm sạch. Các bạn có thể khóa remote bằng cách ấn giữ nút boost và lia trong vòng 5 giây nha các bạn. Để có thể mở khóa lại bàn phím thì các bạn lật ngược lại, bấm giữ nút boost và lia trong vòng 5 giây nữa nha các bạn. Tiếp đến là nút set, nút cài đặt nha các bạn. Thì trên màn hình mình sẽ có biểu hiện là mặt trăng là chế độ ngủ. Còn hình người là chế độ follow me. Các bạn chỉ cần chọn chế độ và bấm OK. Ngoài ra thì máy sẽ có hẹn giờ bật tắt nha các bạn. Thì chế độ này giúp cho các bạn mà đi làm những giờ cố định á, thì các bạn có thể hẹn giờ bật tắt, mở thời gian cố định nha các bạn. Và chúng ta có thể hẹn giờ lên tới 24 tiếng. Như các bạn đã thấy thì sử dụng điều hòa Asteel rất là dễ dàng ha. Và mình cũng mong các bạn hãy like, share và subscribe kênh của MyDear để nhận được những thông báo mới nhất nha các bạn.